Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay là một ngày cuối tuần, Cường chuẩn bị giao chiếc xe Ford Ranger Raptor này. Và chiếc xe này có cái màu là màu xanh mới 2021. Thì Cường thấy cái màu xanh này nó quá đẹp, cho nên là Cường muốn quay một video ngắn chia sẻ các bạn về chiếc xe Ford Ranger Raptor màu xanh 2021 này, để cho quý khách hàng đang lăn tăn về cái vấn đề màu sắc thì các bạn có thể ngồi trực tiếp ở nhà và xem cái màu này nó có phù hợp với lại mình hay không. Bởi vì nhiều khi lên showroom thì nó cũng không có đầy đủ tất cả các dòng xe trưng bày trong showroom tất cả các màu cho bạn xem được, cho nên là cái vấn đề màu sắc thì nó cũng hơi khó khăn cho các bạn nếu mà lên showroom, đặc biệt là cái mùa dịch này thì các bạn rất là hạn chế lên showroom và hạn chế di chuyển ngoài đường để phòng cho dịch Covid-19. Thì bây giờ Cường sẽ quay một vòng cho bạn xem trước màu xanh trên Ford Ranger Raptor 2021. Cái màu này thì mình thấy nó sáng các bạn, và nó rất là mạnh mẽ. Nếu như màu trắng và màu đỏ thì hai màu này nó rất là nổi bật, nhưng mà nó có chút cái sự hiền hòa. Còn màu đen và màu ghi xám thì nó không có nổi bật lắm, nhưng mà nó rất là mạnh mẽ và cứng. Thì chiếc màu xanh này là một chiếc xe hòa trộn giữa hai yếu tố đó. Nó vừa có một cái sự nổi bật, có một cái sự năng động, có một cái sự thể thao, nhưng mà nhìn vô nó cũng rất là chắc và cứng cái xe các bạn. Thì cái màu này nó rất là dễ để mình chọn cái màu ha, rất là phù hợp với lại đại đa số anh em chơi. Nếu những cái màu kia thì phải là mình thích thì mình mới chọn nó. Màu xanh, chiếc này thì chưa được phủ ceramic các bạn, mà màu sơn thì cũng rất là đẹp rồi. Con này mà phủ ceramic nữa thôi tuyệt vời luôn. Chưa phủ mà nó cũng rất là bóng rồi. Con này phủ đây là long lanh luôn các bạn. Màu xanh mới. Thì về cái vấn đề màu sắc thì cái này nó cũng thuộc vào cái phạm trù là cá nhân từng người. Có người thích màu này, có người thích màu kia. Cường chỉ đưa ra những cái ý kiến, những cái ý kiến mang tính chất cá nhân để cho các bạn lấy đó làm tham khảo để lựa chọn màu sắc thôi. Chứ mình cũng không dám khẳng định là màu nào là đẹp nhất. Nhưng mà cá nhân Cường thì Cường thấy cái màu này là một cái màu rất là trung tính. Nó pha giữa cái sự nổi bật năng động thể thao và một cái sự cứng chắc của một chiếc xe Ford Ranger Raptor. Đẹp không các bạn? Các bạn hãy comment cho Cường cùng biết về ý kiến của các bạn khi các bạn mua Ford Ranger Raptor. Các bạn sẽ chọn màu gì? Để Cường biết được thị hiếu của người tiêu dùng thì Cường sẽ đặt xe từ Ford Việt Nam về cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình. Còn nếu mà Cường mua Ford Ranger Raptor thì Cường màu nào cũng được các bạn, chẳng qua là không có tiền để mà mua thôi. Chứ có tiền là màu nào cũng được, màu nào cũng đẹp. Mình sẽ quay một chút về phần nội thất cho các bạn xem. Nội thất thì là full màu đen hết, từ trong ra ngoài màu đen hết các bạn. Cho dù màu xe màu gì thì nội thất cũng là màu đen. Đó, ghế phong cách Raptor thể thao ha, rất thể thao luôn, phong cách ôm trọn người lái luôn nè. Về mức giá của chiếc xe này là 1.202.000.000 các bạn. Còn màu ghi xám nó sẽ mắc hơn 7 triệu là 1.209.000.000. Các bạn có nhu cầu lấy xe, bên mình thì xe có sẵn giao ngay cho các bạn luôn. Xe có sẵn giao ngay, các bạn không cần phải chờ. Nên là các bạn có nhu cầu mua xe thì hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, như vậy là xong một video ngắn chia sẻ các bạn chủ yếu về cái màu xanh trên xe Ford Ranger Raptor. Cho ai đang còn lăn tăn hay là tham khảo về cái vấn đề màu sắc đó, thì mình có thể lấy đây là một cái tư liệu tham khảo để các bạn xem mình sẽ chọn cái màu xe gì. Và trong kênh của Cường có tất cả các màu xe về tất cả các dòng xe luôn, cho nên là các bạn hãy vô kênh của Cường để xem lại cái màu mà các bạn đang còn phân vân lăn tăn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ như bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.